Sáng nay ở Cần Thơ, thời tiết khá là đẹp, tạnh ráo, dịu mát, thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Không biết diễn biến tiếp theo thì như thế nào, chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Hiện tại không khí ở Cần Thơ bắt đầu nóng hơn thấy rõ rồi ạ. Bởi trời mỏng mây, nắng mạnh liên tục, chỉ số tia cực tím cũng đang tăng lên và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Dự báo một tiếng tới, chỉ số tia cực tím ở Cần Thơ sẽ lên đến mức 10. Đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với sức khỏe của chúng ta. Và dưới cái nắng gắt, cơ thể dễ bị mệt mỏi, mất nước và mất sức. Còn từ 3 giờ chiều trở đi thì chỉ số tia UV sẽ giảm nhanh dưới mức 4. Tại thành phố Phú Quốc, dự báo chiều nay, trời cũng mỏng mây, nắng chói chang, nhưng chỉ số tia UV cực đại cảnh báo ở mức rất cao là mức 10. Và với mức này, thì quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là khu vực gần bãi biển, vì mặt cát sáng màu dễ hắt sáng trở lại da của chúng ta. Và nếu quý vị có việc phải di chuyển ngoài đường vào giữa trưa và đầu giờ chiều, thì vẫn cần đến các biện pháp chống nắng. Mặc quần áo tối màu và đeo khẩu trang tối màu sẽ giúp chúng ta phòng tránh được phần lớn tác hại của tia cực tím. Và với những người phải làm việc lâu ở ngoài trời, nên mang theo nước uống để kịp thời bù lại lượng nước đã mất đi do toát mồ hôi nhiều. Về nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay, tại Cần Thơ, Phú Quốc nhiệt độ sẽ dao động 32-33 độ, còn các nơi còn lại nhiệt độ sẽ phổ biến là từ 32-34 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ thì nắng rát hơn, thậm chí là nhiều nơi như tại huyện Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh chạm mức nắng nóng 35-36 độ. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang dự báo ngày hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ, biển êm, độ cao sóng không quá 1 mét, an toàn cho các tàu thuyền hoạt động.